Xin chào tất cả các bạn. Nếu như các bạn có theo dõi kênh của mình và quan tâm đến chủ đề những nhân vật lịch sử, những tình báo viên huyền thoại, thì mình đã có làm 3 video về 3 nhà tình báo là Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhã và Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Nhưng ít ai biết được rằng nhân vật đứng sau trực tiếp đào tạo và chỉ huy cho những nhà tình báo huyền thoại này là ai. Và người mà mình đang muốn nói đến đó chính là ông Trần Quốc Hương, hay còn có bí danh khác là Mười Hương. Vậy ông Mười Hương là ai? Ông nắm giữ vai trò như thế nào trong việc xây dựng và phát triển lực lượng tình báo của Việt Nam? Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về nhân vật lịch sử đặc biệt này và ghé thăm nơi an nghỉ hiện nay của ông ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Ông Trần Quốc Hương, bí danh Mười Hương, có tên thật là Trần Ngọc Bang. Ông sinh ngày 20 tháng 12 năm 1924 tại xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ngay từ khi còn nhỏ thì ông đã được cha cho đi học chữ nho. Thầy dạy của ông Bang chính là ông Nguyễn Đức Quỳ, bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Ông Quỳ cũng chính là người đã định hướng và giác ngộ cho thiếu niên Trần Ngọc Bang đi theo con đường cách mạng. Khi mới 14-15 tuổi, ông Bang đã tích cực tham gia phong trào thanh niên dân chủ, các phong trào hướng đạo và hội truyền bá chữ quốc ngữ. Trong thời gian này, để tiện cho việc hoạt động thì ông Bang cũng đã đổi tên là Hương. Vào năm 1942, ông Hương từng bị Pháp bắt trong cuộc đấu tranh ủng hộ Liên Xô và giam ở nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Thời gian ở trong tù thì ông vẫn giữ vững khí tiết của một người đi theo con đường cách mạng, nên được anh em và tổ chức hết sức tin cậy. Sang năm 1943, ông Hương ra tù và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian này, ông Hương được làm việc bên cạnh những nhân vật kiệt xuất nhất của cách mạng Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Trường Chinh, Bác Nguyễn Lương Bằng, Bác Lê Văn Lương, Bác Hoàng Quốc Việt, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vân vân. Sau khi học xong lớp đào tạo cán bộ do xứ ủy mở, thì ông Hương được phân công làm tỉnh ủy viên, tỉnh ủy Phúc Yên. Từ tháng 8 năm 1945, ông Hương được bổ nhiệm làm thư ký, phụ trách văn phòng của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, rồi lần lượt được phân công nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau. Đến năm 1949, cuộc đời của ông Hương bắt đầu rẽ hướng sang một bước ngoặt mới. Trong một lần tình cờ, ông Trần Hiệu, Phó Giám đốc Nha Công An, phụ trách mảng tình báo, gặp ông Trần Quốc Hương thì ngay lập tức nhận ra đây chính là người hội tụ đầy đủ những phẩm chất mà ông Trần Hiệu đang cần tìm. Ông Hiệu bèn ngỏ ý xin cho ông Hương về làm việc với mình và đã được đồng chí Trường Chinh chấp thuận. Sau đó, ông Hương được cử đi biệt phái, lăn lộn qua nhiều địa phương trong một thời gian dài. Cùng năm 1949, ông Hương công tác ở Cục Tình báo Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu, làm đặc phái viên ở Liên Khu 3 và Hà Nội. Sang năm 1950, ông được điều động về phụ trách phòng điệp báo Nha Công An. Sau đó, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nha Tình báo Trung ương. Đến năm 1954, ông Hương được điều động vào Nam Bộ làm ủy viên, rồi được phân công chức vụ Phó Ban Địch tình của xứ ủy Nam Bộ. Cũng từ đây, cái tên Mười Hương đã bắt đầu gắn liền với ông như một tên gọi quen thuộc, thân mật và đồng thời cũng là bí danh mà ông đã sử dụng trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Trước khi lên đường vào Nam, chính Bác Hồ đã căn dặn với ông Hương rằng vào trong ấy nhiều khó khăn, phong tục tập quán, sinh hoạt đều khác, chú phải chú trọng đoàn kết, nhất là đoàn kết Bắc Trung Nam
cố gắng đi sao về vậy. Có thể thấy Trung ương rất coi trọng chuyến đi công tác đặc biệt lần này của ông Hương. Ngay sau khi vào Nam, ông Mười Hương đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi công việc với ông Phan Trọng Tuệ, tư lệnh quân khu 9. Vì hai người từng là bạn tù với nhau nên việc kết nối là tương đối thuận lợi. Ngoài ra còn có ông Lê Toàn Thư, ủy viên xứ ủy Nam Kỳ, cũng tỏ ra tâm đầu ý hợp với ông Mười Hương. Chính điều này càng làm cho ông Mười Hương cảm thấy vững dạ và yên tâm hơn. Sau đó, ông Mười Hương đã gặp gỡ với ông Mai Chí Thọ và ông Cao Đăng Chiếm để bàn bạc về việc mở lớp huấn luyện tình báo. Ban đầu, những học viên được tuyển chọn trực tiếp trong lực lượng công an. Lúc này, trong mạng lưới tình báo được xây dựng, thì ông Mười Hương được ví von như là một kiến trúc sư. Ông được nhận xét là người có tầm nhìn sâu sắc, toàn diện và tinh tế, có khả năng nhìn nhận được những phẩm chất phù hợp, các thế mạnh và khả năng để trở thành một nhà tình báo của từng người. Công tác được một thời gian thì đến tháng 6 năm 1958, ông Mười Hương bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung của chính quyền ông Ngô Đình Diệm bắt giam ở tòa Khâm Huế. Tại đây thì ông Mười Hương đã khai tên giả là Trần Ngọc Trí và kiên quyết giữ vững lập trường, đấu tranh chống lại mọi âm mưu thủ đoạn của đối phương. Do đó, ban bí thư đã đưa ra kết luận đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, là một cán bộ có phẩm chất tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn luôn biết cách xử lý khôn khéo trong mọi tình huống. Đến tháng 5 năm 1964 thì ông Mười Hương đã được trả tự do. Sau khi ra tù thì sức khỏe của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên sang năm 1965 ông được đưa ra miền Bắc để chữa bệnh. Trong khoảng thời gian từ năm 1966 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Mười Hương tiếp tục được phân công nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực an ninh. Ông Mười Hương chính là người thầy đã đào tạo nên những nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam. Trong số đó phải kể đến 4 cái tên đã lưu danh vào sử sách và được xem là bộ tứ tình báo viên xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam. Đó là ông Vũ Ngọc Nhạ, ông Lê Hữu Thúy, ông Phạm Ngọc Thảo và ông Phạm Xuân Ẩn. Đối với ông Vũ Ngọc Nhạ thì ông Mười Hương nhận được sự giới thiệu từ một cơ sở mật tin cậy tại trường dòng Hoàng Minh Vân. Sau khi nhận nhiệm vụ của ban địch tình xứ ủy, cũng là lúc ông Mười Hương móc nối thành công với ông Vũ Ngọc Nhạ. Thời điểm này thì ông Vũ Ngọc Nhạ đang cố gắng xây dựng vỏ bọc hoàn hảo cho mình với một cái tên mới là Vũ Đình Long. Ông Mười Hương cũng chỉ đạo cho ông Nhạ phải tìm mọi cách tiếp cận và lấy được lòng tin của Linh Mục Hoàng Quỳnh và Giám Mục Lê Hữu Từ. Qua đó, ông Nhạ đã dần dần được tiếp xúc với Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu, đạt được mục đích chui sâu, leo cao vào trong hàng ngũ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Được sự tin tưởng, rồi giao cho ông Vũ Ngọc Nhạ làm cố vấn cho Tổng thống Diệm, trở thành người tâm phúc của anh em gia đình họ Ngô. Nhờ vậy mà ông Nhạ thường xuyên được tham gia bàn bạc những vấn đề cơ mật, nắm được những thông tin có giá trị để chuyển ngược về căn cứ. Sau này, tình báo viên Vũ Ngọc Nhạ đã trở thành một nước cờ quan trọng trong một kế hoạch chiến lược mà ông Mười Hương đã tính đến. Đối với ông Lê Hữu Thúy thì ông Mười Hương đã tiến hành khai thác một cách triệt để sự thông minh, lanh lợi, sự hiểu biết cũng như những mối quan hệ sâu rộng của ông Thúy để xây dựng vỏ bọc vững chắc. Vì vậy mà ông Thúy cũng đã thành công chui sâu vào hoạt động bên cạnh những nhân vật chóp bu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ kỹ năng khôn khéo, ông Lê Hữu Thúy đã chiếm trọn niềm tin của Tổng trưởng Nội vụ Huỳnh Văn Nhiệm, chinh phục được tướng Bãi Viễn, thủ lĩnh lực lượng Bình Xuyên và kết nối được với tướng Nam Lửa, Tổng tư lệnh quân đội Hòa Hảo Dân Xã. Sau đó, ông Lê Hữu Thúy đã tìm cách khơi sâu mâu thuẫn
giữa các tổ chức giáo phái với chính quyền của Ngô Đình Diệm. Điều này đã buộc Tổng thống Ngô Đình Diệm phải mất rất nhiều thời gian và triển khai nhiều binh lực để ổn định tình hình. Qua đó, gián tiếp tạo thời cơ tốt cho lực lượng cách mạng miền Nam có thêm thời gian để chuẩn bị, xây dựng và củng cố lực lượng. Đối với ông Phạm Ngọc Thảo, thì ông Mười Hương đã vạch ra những kế sách có thể nói là hoàn hảo nhất để giúp cho ông Thảo có thể dễ dàng tiếp cận và tạo lòng tin với ông Ngô Đình Diệm. Cộng thêm tài năng cá nhân và một chút năng khiếu, thì ông Thảo đã nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm và trọng dụng của Tổng thống Diệm. Nhờ đó mà ông Thảo từ từ thăng cấp và được bổ nhiệm nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng. Đến tháng 9 năm 1963, ông Phạm Ngọc Thảo đã phối hợp với ông Trần Kim Tuyến và giáo sư Trần Văn Lan lên kế hoạch đảo chính ông Ngô Đình Diệm, nhưng kế hoạch này bị bại lộ nên không thể thực hiện được. Sang tháng 2 năm 1965, ông Thảo tiếp tục phối hợp với thiếu tướng Lâm Văn Phát, đại tá Bùi Vinh và trung tá Lâm Hoàng Thao lên kế hoạch tiến hành cuộc đảo chính để lật đổ tướng Nguyễn Khánh, nhưng kế hoạch này cũng bị thất bại. Sau đó thì ông Phạm Ngọc Thảo đã bị bắt và bị sát hại vào rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 1965. Đối với ông Phạm Xuân Ẩn, thì ông Mười Hương đã nhìn ra được tài năng thiên phú của ông Ẩn từ rất sớm. Cũng chính ông Mười Hương đã cùng với ông Mai Chí Thọ quyết định đưa ông Ẩn sang Hoa Kỳ để theo học ngành báo chí. Vì bản thân ông Ẩn là người có khiếu hài hước, ngoại giao tốt nên sẽ dễ dàng hòa nhập với tính cách của người phương Tây. Kế hoạch này cũng đã được thực hiện một cách trọn vẹn và hiệu quả. Sau khi trở về nước với tấm thẻ nhà báo ở trên tay, ông Phạm Xuân Ẩn đã tạo cho mình một vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo và vững chắc. Thời gian sau đó thì ông Ẩn cũng từng bước gây dựng tiếng tăm và tạo cơ hội để được tiếp xúc với những nhân vật quan trọng, cao cấp của cả Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Số lượng thông tin, tài liệu mà ông Ẩn thu thập được để chuyển ngược về căn cứ là 498 báo cáo. Một con số vô cùng lớn, đủ khiến cho bất kỳ ai nghe qua cũng đều cảm thấy kinh ngạc và nể phục tài năng siêu việt của ông Phạm Xuân Ẩn. Những tài liệu mà ông Ẩn gửi về căn cứ sống động và tỉ mỉ đến mức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng vui mừng reo lên: "Chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Hoa Kỳ." Chính nhờ những tài liệu có giá trị này mà chính quyền cách mạng có thể chủ động xây dựng những phương án, kế hoạch phù hợp để phá vỡ mọi ý đồ tác chiến của đối phương. Hiện tại mình đang có mặt ở Nghĩa Trang thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu Nghĩa Trang để dành riêng an táng những vị lão thành cách mạng, những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ. Về Nghĩa Trang này thì trước đó mình cũng đã từng đến đây 3 lần để làm video về 3 tình báo viên huyền thoại là Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ và Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn. Nghĩa Trang này cũng chính là nơi an nghỉ cuối cùng của ông Mười Hương, nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Trước mắt các bạn chính là mộ phần của ông Mười Hương. Một ngôi mộ được thiết kế khá là đơn giản nhưng cũng toát lên được nét sang trọng, khi toàn bộ phần nấm mộ đều được ốp bằng những tấm đá hoa cương màu đen bóng. Phía trước mộ thì có đặt án hương, và bên này là một tấm bia khắc một số thông tin cơ bản: đồng chí Trần Quốc Hương sinh năm 1923, mất năm 2020, quê quán huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam,
nguyên Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ban đầu video thì mình có nói ông Trần Ngọc Ban sinh năm 1924. Nhưng thông tin ở đây thì lại ghi là năm 1923. Tất nhiên thông tin này mới là chính xác nhất, bởi vì được cung cấp từ gia đình của ông. Ở phía bên phải này, mình thấy có một nấm mộ nhỏ. Thì đây chính là nơi an nghỉ của bà Nguyễn Thị Thu, phu nhân của ông Mười Hương. Một ngôi mộ tổng thể rất là đẹp. Ở phía bên hông trái này cũng có ghi thông tin tên tuổi của ông. Ở đây là khu 1, và dãy này mình thấy vẫn còn nhiều chỗ trống. Hiện tại thì ban quản lý quận Nghệ Trang đang trồng hoa hướng dương. Có lẽ những phần đất trống này cũng đã được phân chia và quy hoạch hết rồi. Ngay bên cạnh phần mộ của ông Mười Hương là phần mộ của Đại tướng Lê Đức Anh, cố Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phần mộ của bác thì cũng được thiết kế đơn giản nhưng rất là trang trọng. Bên góc phải này cũng có một nấm mộ nhỏ. Thì đây là nơi an nghỉ của bà Võ Thị Lê, phu nhân của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Khi nói về ông Mười Hương thì nhiều người vẫn thường gọi ông là người thầy của những nhà tình báo huyền thoại. Và điều này thì có lẽ không một ai có thể phủ nhận. Nhưng trong một bài phỏng vấn, chính ông Mười Hương đã khiêm tốn chia sẻ rằng: "Tôi làm thầy của các anh ấy thế nào được? Tôi chỉ định đối tượng cho các anh. Các anh làm sao tiếp cận được đối tượng mà họ chấp nhận và thân thiết với các anh? Cho nên việc có đạt được mục đích hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của các anh." Từ tháng 12 năm 1976 cho đến tháng 3 năm 1982, ông Mười Hương lần lượt được phân công làm phó bí thư thường trực của hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đến tháng 11 năm 1983, ông được cử làm phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh tra Nhà nước. Sang cuối năm 1985, ông Mười Hương được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 diễn ra vào tháng 12 năm 1986, ông Mười Hương được phân công làm trưởng ban nội chính trung ương. Đến tháng 9 năm 1991, ông nhận quyết định thôi giữ chức vụ để tập trung điều trị bệnh. Và đến ngày 11 tháng 6 năm 2020, ông Mười Hương đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 10 phút tại Bệnh viện Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ông hưởng thượng thọ 97 tuổi. Trong suốt cuộc đời sự nghiệp hoạt động cách mạng thì ông Mười Hương cũng đã được tặng thưởng rất nhiều danh hiệu, huân huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước. Khi được hỏi về vai trò của ông trong việc xây dựng và phát triển lực lượng tình báo của Việt Nam, ông Mười Hương cũng đã thẳng thắn thừa nhận: "Thành tích mà các anh ấy có được là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, do tài năng và lòng quả cảm của chính họ. Còn tôi chỉ là người chấp nối các đầu mối. Hoạt động tình báo giống như diễn một vở kịch, và các nhà tình báo trên đã thực hiện một cách xuất sắc vai diễn của mình." Qua đó có thể thấy ông Mười Hương là một người có lối sống giản dị, không màng danh lợi, hết lòng, hết sức với sự nghiệp cách mạng, trân quý những cống hiến to lớn của các đồng đội và nhường hết mọi công lao cho họ. Cho đến khi ông mất đi thì ông cũng được an nghỉ
bên cạnh những người đồng đội thân thiết của mình. Có lẽ đây cũng chính là tâm nguyện sau cùng của ông Mười Hương, người thầy của những tình báo viên huyền thoại. Nghề tình báo là một trong những nghề cực kỳ khó khăn và gian khổ, thậm chí là luôn luôn phải đối diện với những hiểm nguy và cả sự hy sinh. Sau khi chiến tranh kết thúc, có những người đã được trở về đúng với danh nghĩa và thân phận của họ. Tuy nhiên, cũng có những người đã vĩnh viễn nằm xuống trong thầm lặng, mang một danh tính xa lạ hoặc là vô danh. Tất cả họ đều là những vị anh hùng. Chính những chiến công đặc biệt của họ đã góp phần làm nên thắng lợi sau cùng và chúng ta được sống trong hòa bình của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.